ngày. Thì đó em mới nói chị đấy, hôm trước chị ra em nói là mất 2-3 ngày. Đấy, người ta chích thuốc là nửa tiếng sau ăn, có ăn uống gì đâu. Đó, bây giờ chính vì là hôm trước cái đường huyết của chị cao quá, mà cái trò mà tiểu đường ấy, cứ thích ăn ngọt không à. Thích ăn ngọt với thích ăn cơm. Ăn cơm nó có chất tinh bột nhiều, bữa rồi thì tao có đường nhiều. À, cho nên là bây giờ như thế nó ổn định lại thì quay lại chị cái lại không có thích ăn nữa đâu. Không, nói chung là mình sẽ kiềm chế lại cái mức ăn của mình. Còn đứng người mà tiểu đường là từng người đó thích ăn ngọt lắm, mà phải ăn nhiều nữa chứ. Là ăn ngọt mà ăn nhiều mà thích ăn đồ béo, đồ dầu, đồ mỡ nữa kìa. Thì tao uống thêm một tháng nữa mà điều chỉnh được á là nhà tao cả nhà bị tiểu đường cơ. Đó. Bố mẹ anh chị em ăn bị cơ. Bởi thế cho nên là sử dụng ấy, chứ thì tháng sau phải về ăn đám cưới á. Ừ. Thì ta phải lấy mấy hộp để ta về ta cho. Đấy, chị thấy kết quả rõ ràng không? Chị thấy có thuốc nào mà nó xuống được cho mình một tháng mà xuống 3 chấm không? Đó đâu phải là đơn giản. Mà chị phải uống thuốc, mà chị uống thuốc Tây thường xuyên. Có nghĩa là chị uống cho nó mức độ mà kìm hãm lại cái đường huyết của mình bằng thuốc Tây á. Thì cái cơ thể của mình mai mốt về sau về già á, thì nó sẽ, cái gan, cái thận của mình á, nó sẽ yếu. Thực sự là như thế, em nói thật, em bán thuốc kia nhưng mà em nói thật. Tại vì nó làm việc với công suất quá lớn trong cái thời gian mình còn trẻ. Thì sau này giống như mình bộ máy của mình cũng thế thôi. Thế cái mình chạy xe máy này á, mới đầu thì nó chạy ngon, xong rồi nó chạy hết nhớt hết dầu rồi là quay lại coi như là phụ tùng thì thay đổi. Bây giờ chị uống thế này, chị về chị tăng lên. Hai cái người này đúng không? Một người huyết áp, một người tiểu đường á, thì chị dùng một ngày 30 sợi. Lên 30 sợi mà. 30 sợi cho em. Trong vòng một tháng đi, kêu người ta đi thử lại đường huyết, đi thử lại huyết áp. Thì em cam kết cho sau một tháng là nó đã xuống rồi. Ông này, ông ấy của ông 120, của tao nói 120 là sao? Tao chỉ thấy ở xuống dưới kia nó mình bao nhiêu phẩy chẳng hạn. Đâu có làm gì 120. Ông bảo là, nó chả biết mà bác sĩ nói tao 120. Chắc là nghe nhầm đấy, tiểu đường á, chắc tiểu nghe nhầm. Chắc 12 đấy. Tao nói chắc 12, ông bảo không có 12. 120. Trời ơi, lên 120 chắc ông làm sao xong rồi. Uống thuốc một lần hết 1 triệu mấy, 2 triệu. Rồi bây giờ phải mua bảo hiểm, mua ở đây, lấy thuốc ở đây. Kêu ông thế này, bây giờ mình cũng không có phải là nói là bây giờ ông uống hoàn toàn. Bây giờ bác sĩ kêu là cho uống thuốc thì chị vẫn cứ cho ông uống thuốc bình thường nha. Chị vẫn cho ông uống thuốc bình thường. À, còn nếu như mà uống cái này là kèm theo, còn sau này lúc nào mà nó ổn định hoàn toàn sau một tháng giống như chị bây giờ á, thì chị có thể là chị ngưng cái thuốc đó được rồi, chị uống cái thằng này thôi, thì chị nâng lên cho em 30 ngày một sợi một ngày đó, thì bắt buộc như thế thì chị ngưng cái thuốc huyết tiểu đường cũng được. Đó là nó đang đà giảm xuống rồi. Còn nếu như của ông nó đang bị cao như thế thì chị phải cho uống kết hợp vừa cái này vừa uống thuốc. Đó. Chứ không thể nào mà bây giờ mình nói là mình uống cái này mình ngưng cái kia được. Là mai không có được. Chị phải uống song song, kêu họ uống song song. Còn cái người huyết áp này cũng vậy luôn. Người huyết áp này cũng phải uống cao lên. Bà này bán nó tao bị huyết áp cao lắm mẹ. Và mày hỏi chị nó có huyết áp có uống được không? Huyết áp. Cái này điều trị bệnh huyết áp và bệnh tiểu đường luôn, gan nhiễm mỡ luôn. Là mạnh nhất đúng không? Mạnh, cái đó là mạnh cực kỳ. Với lại người bị mất ngủ. Đó là thấy tức thì luôn. Đó, thấy tức thì luôn ấy. Ủa, con này sao nó hay vậy? Nó bị dùng cái đầu ấy á. Có phải đi vậy không? Có. Thế mà hôm qua là anh ổng bảo là bây giờ ăn được. Hôm qua lại là kêu ăn buổi sáng. Còn hôm trước là về em nấu buổi sáng ổng cũng không ăn đâu. Ra mọi khi á, thèm ăn dữ lắm. Từ hôm nó uống cái này, hôm nào nó chỉ lưng bắt cơm. Có khẽ là cái này là chắc là do chị uống trước ăn đúng không? Hay là uống sao? Tổng thận này vậy, cứ pha một bình, thích uống tổng nào tổng uống. Bao nhiêu uống cứ pha một ca vậy, tôi uống lần ba lần là hết một cái chai vậy. Thì tôi cứ uống, cứ tối tôi pha, rồi ngày này sáng tôi cầm đi nè. Sáng tôi cầm đi, cứ tối tôi pha, rồi sáng tôi cầm đi. Tôi uống thì không cho mẹ tí, cho mẹ tí mấy lần cái hết. Các tôi chẳng muốn ăn cơm đấy. Bây giờ chính vậy thuốc nha, là bác sĩ dặn là phải nửa tiếng sau ăn, nhưng có đói đâu mà ăn. Đúng rồi, như thế thì muốn vậy thì càng tốt đúng không? Như thế thì nó cái tỷ lệ tinh bột của mình ăn cơm vô nó ít, mình ăn rau ăn nhiều vô thôi. Một bữa tao phải 2 bát cơm tao mới chịu nổi, một bữa này tao cũng bởi vì cái hôm mà đường huyết của chị cao là chị rất chi là thèm ăn, tại cái cơ thể nó đòi hỏi đường, nó đòi hỏi tinh bột. Cho mẹ thế. Còn bây giờ hôm trước đường huyết của chị là bao nhiêu? Tháng trước là 10.4. À, 10 chấm luôn này hả? Ừ. Phải cao nhỉ. Rồi xong bắt đầu tháng tháng trước nữa là
12 chấm mấy rồi xong tao cho tao uống chích thuốc à 10.04 xong rồi tao sang nhà mày đấy mày bảo tao là uống cái này đúng không? Đúng rồi. Rồi tao uống nửa tháng sau là đến ngày đi chích đâu không? Thì hôm nọ tao đi khám là còn 7 chấm tròn. 7 chấm tròn bây giờ chị uống duy trì cho em như thế. Duy trì cho em như thế thì tháng sau chị đi thử lại một lần nữa. Tháng sau chị thử lại một lần nữa là nó sẽ giảm xuống 6 chấm hoặc là 5 chấm mấy thôi rồi đó. Và chị uống 3 tháng sau 3 tháng là đường huyết nó quay lại bình thường rồi. Và chị phải uống duy trì thay nước lọc hàng ngày như thế. Thì nó không có không những là đường huyết mà nó sẽ ổn định cho chị cái vấn đề về huyết áp nè, tim mạch nè. Này là tao lấy cho cái ông này cũng bị tiểu đường giống như tao. Còn bà này là bị cao huyết áp. Uống liều cao cho em. Uống liều cao. Cao huyết áp có uống được không? Tao phải hỏi mày là uống cao huyết áp, gan nhiễm mỡ, tiểu đường. Nói chung là nó không trừ cái bệnh gì hết. Chỉ có chị mà đối giới thiệu cho người ta là bây giờ chị uống như thế đúng không? Chị tin dùng và chị bán thì giới thiệu cho người ta là không có nên sử dụng cho những người mà mới có bầu. Mới có bầu có nghĩa là bầu 4 đến 5 tháng thì sử dụng được. Nhưng mà tại mình đủ an toàn á, thì theo đủ an toàn thì cũng là mình muốn an toàn cho mẹ và bé thì nên sử dụng sau 4 đến 5 tháng thôi. À, lúc đó là em bé nó ổn định, nó cứng cáp rồi. Lúc đó mẹ nó sẽ hấp thu dưỡng chất vào con. Còn bây giờ nó thai nó còn nhỏ, nó còn yếu á, nhiều khi lỡ có chuyện gì rồi không may á, rồi này kia lại nó mất thai, giống như là nhiều khi người ta lại đổ lại cho do cái sản phẩm uống của mình ấy. Thế đó mình muốn chắc ăn thì sau có bầu 5 tháng thì mình hãy cho sử dụng cho nó chắc ăn. Biết mỗi khi là đi đái dữ lắm, một bữa này đi đá là đi đá nhiều. Ý là mình đi ít đi đá thì đá một lần là đá lần là nhiều. Là đá nhiều đúng không? Và ra cái nước giống như nước màu này. Nó không ra nước màu kia. Còn mọi khi hôm hôm một khi nó uống chỗ rồi. Và đi đá nhiều đúng không? Mẹ nó chả ngủ luôn, nó tính về cái hộp thuốc nó chả cho bay. Thì bởi thế may ra hỏi em nói đúng không? Em nói là đi cái này là lúc đầu là nó để đi tiểu nhiều hơn, đi đại tiện nhiều hơn, chắc chắn là như thế. Còn nếu ai đường ruột yếu hơn tí xíu thì tại nó có nghĩa là cái sản phẩm này nó sẽ làm cho cái tác dụng là nó đào thải. Nếu như trong cái cơ thể của mình độc tố nhiều thì nó sẽ đào thải ra nhanh đó, thì nó để đào thải nhiều. Cứ chỉ cứ uống có mấy ngày là nó hết cái tình trạng đó đúng không? Không phải là hết rồi, hết rồi, mất 2-3 ngày thì đó em mới nói chị đấy.